Xin chào các bạn, và hôm nay một lần nữa tôi xin được đại diện cho IKEDAO, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm uy tín tại Hà Nội. Và hôm nay tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm được một số những cái ngôn ngữ cơ bản để giúp cho các bạn có thể mở màn một phần thuyết trình của mình một cách tự tin và chuyên nghiệp nhất. Việc đầu tiên khi các bạn lên sân khấu, các bạn lên trên trước xuất hiện trước đám đông ấy, các bạn cần chuẩn bị cho mình ở một cái tư thế, một cái phong thái thật bình tĩnh đi đã, được chưa? Hãy chuẩn bị tốt nhất nội dung của mình và chúng ta bước lên sân khấu một cách bình tĩnh và tự tin. Và cái điểm đầu tiên là trước khi chúng ta bắt đầu một bài thuyết trình, chúng ta cần phải gửi những lời chào, những lời chúc tốt đẹp nhất. Và khi lên sân khấu, các bạn hãy bình tĩnh, tự tin bước lên, được chưa? Hãy nhìn thẳng về phía tất cả những người đang nghe các bạn và nói một mà điều mở màn. Vâng, thưa tất cả các anh chị và các bạn thân mến, và tôi xin được giới thiệu, tôi tên là gì đó. Và lời đầu tiên tôi xin được gửi đến tất cả các anh chị một lời chúc, một lời chào thân thương nhất. Chúc cho tất cả các anh chị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thành công trong ngày hôm nay. Tức là cái vấn đề chào và chúc ban đầu ấy, nó sẽ tạo một thiện cảm rất là tốt cho tất cả các bạn để mở màn. Và sau khi các bạn chào chúc xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài thuyết trình của mình. Thì các bạn sẽ trình bày như sau. Và với một cái vai trò, ngày hôm nay tôi sẽ truyền tải và ngày hôm nay tôi sẽ trình bày cho các chị về một trong những cái chủ đề mà rất là quan trọng. Tức là các bạn sẽ có rất nhiều cách và tùy từng chủ đề. Nhưng mở màn các bạn có thể nói là như sau. Cách thứ hai là gì ạ? Và ngày hôm nay tôi sẽ trình bày cho các chị về một trong những chủ đề liên quan đến. Được chưa? Đó, các bạn sẽ dùng những cái từ như vậy. Và với chủ đề này, ngày hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn 3 nội dung, 4 nội dung, 5 nội dung chính. Tâm lý của người nghe là người ta rất là ngại, người ta ngại một ai đó nói nhiều, ngại phải dự một cái chương trình nào đó nó dài. Chính vì vậy, ngay từ đầu các bạn cần phải định hình rõ là trong cái bài thuyết trình của các bạn sẽ trình bày bao nhiêu vấn đề để họ nắm được cái nội dung chính của các bạn. Và cái yếu tố thứ hai là các bạn cần xác định rõ là gì ạ? Chúng ta cần tôi sẽ trình bày cái nội dung này trong vòng bao nhiêu lâu? Tức là gì ạ? Với 5 nội dung này, tôi xin phép anh chị hãy dành cho tôi 30 phút, 40 phút, 1 tiếng hay 2 tiếng để họ định hình được là ngày hôm nay họ sẽ nghe trong khoảng thời gian bao lâu, để cho tâm lý cái người nghe họ sẽ cảm thấy thực sự thoải mái. Thay vì là họ ngồi họ nghe các bạn thuyết trình, họ không biết là các bạn trình bày đến bao giờ. Hiểu không ạ? Tức là ngay từ đầu các bạn cần trình bày rõ là ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị về một cái chủ đề như thế này. Và với chủ đề này, để hiểu hơn về chủ đề, tôi sẽ trình bày cho anh chị về 3 vấn đề chính. Chưa? Với 3 vấn đề này, tôi rất mong anh chị tạo điều kiện cho tôi có 30 phút. Tức là các bạn định hình ngay từ đầu, tạo một thiện cảm rất là lớn. Và sau đó, vấn đề đầu tiên, vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba và vấn đề thứ tư, tùy vào từng chủ đề của các bạn sẽ trình bày từng một vấn đề một. Vấn đề đầu tiên, bố cục của bài thuyết trình ấy là các bạn cần phải có 3 phần: mở màn, mở đầu, thân bài và kết bài. Riêng phần mở đầu thì các bạn giới thiệu qua về cái bài thuyết trình của mình và như tôi trình bày nữa, các bạn giới thiệu qua về bố cục. Và sau đó phần thân bài là các bạn sẽ trình bày cho mình cụ thể, chi tiết và sâu hơn về nội dung. Và cuối cùng là các bạn chốt lại cho mình là các bạn tổng kết lại những ý chính của các bạn, tổng kết lại ý chính của các bạn. Và sau đó thì các bạn gửi đến một cái thông điệp của bài thuyết trình của mình. Và sau khi các bạn trình bày xong thì các bạn sẽ có được những cái lời cảm ơn. Phần đầu là các bạn chúc rồi thì phần sau các bạn phải cảm ơn. Với tất cả chị thân mến, và bài thuyết trình của tôi xin phép được kết thúc tại đây. Và rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã dành những khoảng thời gian của mình để lắng nghe những lời chia sẻ và những lời trình bày của tôi. Và rất mong các anh chị có thể góp ý và đóng góp thêm những ý kiến để tôi có thêm một bài thuyết trình tốt nhất. Và tùy vào mục đích của mỗi người, chúng ta sẽ có những lời cảm ơn phù hợp nhất. Và đó là một trong số những cái cách mà chúng ta cần phải định hình, mở màn, dẫn dắt cái cốt truyện. Và sau đó chúng ta gửi những lời cảm ơn đến tất cả những người nghe. Và khi các bạn nắm được tất cả những cái đó rồi, nó sẽ làm cho các bạn tự tin hơn và người nghe người ta cũng cảm thấy thoải mái hơn khi lắng nghe các bạn thuyết trình. Ok, một clip ngắn thôi nhưng mà tôi hy vọng rằng sẽ giúp cho các bạn có được một cái bố cục, có được một cái cách mở màn cơ bản và hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Văn Minh và hiện tại đang là giảng viên phụ trách về khóa học giao tiếp và thuyết trình được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm IKEDAO. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về một trong những cái kỹ năng để giúp cho các bạn tự tin hơn và có được một cái phong thái khi thuyết trình một cách chuyên nghiệp và tự tin nhất. Như các bạn cũng đã biết thì giao tiếp thuyết trình là một trong những yếu tố và cũng là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng trong cuộc sống, công việc và học tập của mỗi người. Vậy thì làm sao để chúng ta có được một phong thái tốt nhất và tự tin nhất? Đa số tất cả những người thiếu tự tin thì các bạn đều có những hành động, đều có những cử chỉ
không được chuyên nghiệp mỗi khi chúng ta thuyết trình trước đám đông. Vậy thì chúng ta sẽ để tay như thế nào và điều khiển tất cả tư thế, tất cả những bộ phận trên cơ thể của mình như thế nào để chúng ta có được một bài thuyết trình, một phần diễn thuyết hay một phần trình bày tự tin nhất? Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng xem nhé. Thứ nhất, đối với tư thế tay của mỗi người, ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn 4 tư thế. Thứ nhất là chúng ta cần phải thả lỏng cơ thể tay của mình. Đa số tất cả các bạn thường hay xòe tay như thế này, nó sẽ không đẹp, và các bạn sẽ lại cho tôi. Ngón tay cái sẽ nghiêng 45 độ so với ngón tay tiếp theo. Và chúng ta sẽ để tư thế đầu tiên. Các bạn hãy cùng đưa tay vào như tôi nhìn nào. Như tôi đẹp. Hãy thả lỏng cơ thể của mình. Và tư thế thứ hai vẫn là tư thế bàn tay như thế này. Chúng ta sẽ đưa vào một vị trí khác. Đó, như các bạn đã để ý trên truyền hình hay trên gặp rất nhiều những người họ thuyết trình ấy, thường họ thường hay dùng một trong những tư thế như thế này. Một là chúng ta để như thế này. Hai là các bạn sẽ để theo tư thế này. Và thứ ba là chúng ta sẽ ôm khờ lòng bàn tay vào với nhau. Tiếp theo là chúng ta sẽ để theo tư thế đan vào nhau. Nguyên tắc thuyết trình là chúng ta cần phải có được một phong thái về dáng người của các bạn, chúng ta cần phải đứng thẳng. Và đầu của các bạn chúng ta hãy cùng hướng thẳng về phía trước. Và trong quá trình các bạn thuyết trình, chúng ta cần phải đưa người của mình theo tư thế như sau. Đó, và khi các bạn đưa tay, chúng ta sẽ đưa như thế này. Đồng ý không ạ? Đó, mở rất là dễ. Ngoài ra sẽ có một số những tư thế như tư thế số đếm 1, 2, 3, 4 và 5. Và ngoài ra có một tư thế đếm tiếp theo 1, 2, 3, 4 và 5. Tức là trong quá trình các bạn thuyết trình, chúng ta cần phải thể hiện cái phi ngôn từ của mình song hành cùng với ngôn ngữ mà chúng ta nói ra để làm sao tạo nên một cái bài thuyết trình hiệu quả nhất. Vậy thì chúng ta vẫn thường hay nói vui, đó là trong thuyết trình chúng ta thường hay chém gió, tức là tay của mình vẫn thường hay chém rất là nhiều. Vậy thì khi để có thể thực hành được cái kỹ năng này một cách tốt nhất, thì ngoài việc các bạn sử dụng những cái tư thế, vị trí của mình, thì các bạn có thể linh hoạt tay của mình trong một thuyết trình. Để làm sao tay của các bạn sẽ linh hoạt hơn và tạo thành một thói quen cử động về lòng bàn tay, sẽ làm cho các bạn không bị ngại. Bởi vì đa số tất cả những bạn không có những kỹ năng về tay, các bạn thường hay có những biểu hiện như gãi đầu này, các bạn để tay ra đằng sau này, các bạn để tay đằng trước này, và các bạn sẽ có những cái cử chỉ nó không được chuyên nghiệp. Và tôi hy vọng rằng với tất cả những cái kiến thức vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có được một cái phong thái tự tin hơn trong thuyết trình. Và hãy đến với Ikena để chúng ta có được những khóa học tốt nhất. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Văn Minh và hiện tại đang phụ trách đào tạo và là giảng viên của khóa học đào tạo giao tiếp thuyết trình tại Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Ukraine. Và ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về một trong những môn học, một trong những kỹ năng liên quan đến chất giọng của các bạn. Như các bạn cũng đã biết thì kiến thức là một yếu tố quan trọng, nhưng để truyền tải được tất cả những kiến thức đó, chúng ta cần phải có được một cái chất giọng hay. Và đặc biệt hơn, chúng ta cần phải có cho mình được một cái nội lực rất lớn để giúp cho các bạn có được một cái sức khỏe về giọng của mình. Bởi vì đa số, rất là nhiều người, đặc biệt là các chị đang làm việc tại nhiều doanh nghiệp, chúng ta thường xuyên phải thuyết trình, thường xuyên phải trình bày rất là nhiều những cái nội dung, những kiến thức và những bản báo cáo với cấp trên hay đội nhóm của mình. Và như vậy là chúng ta hay có những vấn đề, đó là chúng ta không được tự tin về giọng của mình. Thứ nhất là các bạn hay bị hụt hơi, và hơi của các bạn chưa được to, chưa được rõ ràng, chưa được tự tin. Yếu tố thứ hai là một số những người đang gặp phải vấn đề là chúng ta bị ngọng, tức là các bạn nói tiếng bị địa phương, chúng ta nói tiếng chưa được chuẩn, nói sai chính tả. Đây là một trong số những cái vấn đề mà các bạn thường hay gặp phải nhiều nhất. Vậy thì ở trong clip này, tôi hy vọng rằng một phần nào đó để giúp cho các bạn có thể cải thiện được cái điểm yếu của mình, để giúp cho các bạn có thể tự tin hơn. Còn tất nhiên, để hiểu sâu hơn, các bạn hãy đến với trung tâm chúng tôi. Và bây giờ, đối với tất cả những bạn đang gặp phải vấn đề về bị hụt hơi, thưa các bạn, đó là do cách các bạn lấy hơi chưa được chuẩn. Như các bạn cũng đã được biết thì nguyên tắc lấy hơi là chúng ta sẽ phải lấy hơi hít vào bụng thay vì là các bạn hít vào bằng ngược ạ. Và nguyên tắc hít hơi, việc đầu tiên là hít hơi, chúng ta phải hít bằng, bình thường là các bạn hít bằng mũi. Nhưng nguyên tắc giao tiếp, các bạn nhớ rằng là riêng đối với học về giọng của giao tiếp là chúng ta sẽ lấy hơi bằng miệng. Và các bạn sẽ hít bằng miệng của mình. Và khi hơi được đưa vào miệng thì nó sẽ truyền xuống dưới bụng rất là nhanh, thay vì là chúng ta sẽ lấy hơi bằng mũi. Và thứ nhất là nguyên tắc chúng ta sẽ thả lỏng cơ thể của mình. Hãy tập hít thở đầu tiên. Và cái thứ hai là khi các bạn hít hơi, chúng ta hít vào bụng của mình này. Và nguyên tắc hít hơi chuẩn là chúng ta cứ thả lỏng cơ thể, không cần hít quá nhiều, không cần hít quá sâu. Bởi vì nguyên tắc giao tiếp là chúng ta chỉ cần hít đủ là được. Các bạn hít bình thường cho mình. Và cái nguyên tắc đầu tiên
trong giao tiếp để các bạn không bị hụt hơi, đó là chúng ta cần phải bình tĩnh. Nguyên tắc giao tiếp thật bình tĩnh, bởi vì các bạn mất tự tin làm cho các bạn bị cuống, dẫn đến trong quá trình các bạn thuyết trình, các bạn sẽ bị cuống, bị hồi hộp, bị nói nhanh, dẫn đến tình trạng nói vấp. Khi các bạn hồi hộp, khi các bạn bị áp lực bởi những người xung quanh của mình, làm cho các bạn không tự tin, dẫn đến các bạn nói bị vấp. Vậy thì nguyên tắc đó là nguyên tắc tập, hãy thực hành thật nhiều. Nguyên tắc hít hơi, các bạn hãy hít hơi nhẹ nhàng cho mình, hãy bình tĩnh nói, bình tĩnh luyện tập, hãy kìm nén cái tông giọng, tốc độ của các bạn bình tĩnh hơn. Việc đầu tiên là các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái nội dung thật là tốt, thật là chi tiết và cụ thể. Sau đó các bạn thực hành thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Các bạn hãy thật bình tĩnh, nói đi đâu, nghỉ đến đó và hít hơi làm năng lượng cho các bạn. Và khi đó các bạn sẽ có đủ một nguồn hơi. Thay vì các bạn nói cuống, thiếu hơi chính là tình trạng hụt hơi. Thay vì các bạn nói nhanh, thả rất nhiều hơi ra bên ngoài, thì các bạn hãy nói bình tĩnh cho mình, nói đi đâu, hít thở bằng miệng, bằng mũi để nạp cái lượng hơi của mình. Tiếp theo, một trong những cái vấn đề bị ngọng hay là các bạn có được một cái chất giọng nó không hay ấy. Thưa với các bạn, cái chất đó là cái mà chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được. Nhưng về cái ngữ điệu của các bạn, tức là cái độ mềm trong cái tông giọng của các bạn, nó sẽ hay hơn, nó sẽ truyền cảm hơn, có cảm xúc hơn. Cái đó trong quá trình luyện tập chúng ta sẽ có. Đối với nói ngọng thì các bạn nhớ này, nguyên tắc đầu tiên là chúng ta cần phải xác định rõ cái từ các bạn nói. Đấy chưa? Nói ngọng tức là nói sai chính tả, để hiểu cho mình nhé. Nói ngọng tức là nói sai chính tả, nói không chuẩn. Việc đầu tiên là các bạn xác định lại cho mình cái từ các bạn cần nói đã đúng chính tả hay chưa. Sau đó chúng ta sẽ học cách phát âm từng từ một. Đối với riêng cái âm N và L, chúng ta cần phải học cái kỹ năng để uốn lưỡi của mình tốt hơn. Nguyên tắc để chữa từ N và từ L là các bạn hãy bắt chước theo, nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện rất nhanh chỉ trong vòng một vài lần tập thôi. Và cứ như vậy tạo cho bạn một trong những cái thói quen. Ok, và đây là một trong số những cái lỗi và một trong số những cái điểm yếu nhất của các bạn khi gặp phải về giọng nói. Và một cái điều nữa, đó là các bạn nói hay bị vấp và chưa được lưu loát. Một trong những cái điểm yếu của nhiều các bạn sinh viên, các anh chị đang đi làm bây giờ, đó là chúng ta đã không coi trọng về giao tiếp. Hãy nhớ rằng này, giao tiếp thuyết trình là một môn học trong cuộc sống nhé. Hãy nhớ lưu ý cho mình, giao tiếp thuyết trình là một môn học trong cuộc sống. Và để có được một trong những cái kỹ năng tốt nhất về giao tiếp thuyết trình thì các bạn cần phải học, cần phải tập và thực hành như những môn học khác. Hãy nhớ nhé, hãy tập thực hành như những môn học khác. Còn tất nhiên để cho các bạn có thể có được những kỹ năng tốt nhất thì tôi hy vọng rằng các bạn hãy đầu tư cho mình một khóa học, học tại IKNOW, để tôi cũng như những giảng viên tại IKNOW sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn. Và tôi hy vọng rằng từ một clip như thế này, không phải quá dài nhưng một phần nào đó giúp cho các bạn tự tin hơn và cải thiện một phần về giọng nói của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn, và tôi là Văn Minh, hiện đang là giảng viên của khóa học đào tạo về giao tiếp thuyết trình tại Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm IKNOW. Và ngày hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bạn về một trong những môn học, và đây cũng là một trong những kỹ năng để giúp cho các bạn có thể xây dựng một bài thuyết trình hiệu quả, tự tin và chuyên nghiệp nhất. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được một cái bài, một cái dàn ý tốt nhất, thì các bạn hãy xem video này. Như các bạn cũng đã biết, trước khi chúng ta thuyết trình, chúng ta cần phải có được sự chuẩn bị tốt nhất, bởi vì không chuẩn bị đó là sự chuẩn bị cho sự thất bại. Vậy thì xây dựng dàn ý, chúng ta cần phải có những bước như sau. Bước đầu tiên, chúng ta cần phải xác định rõ chủ đề mà các bạn cần thuyết trình là gì. Và sau khi các bạn xác định rõ được chủ đề của mình là gì, thì bắt đầu chúng ta cần phải suy nghĩ xem trong chủ đề này chúng ta sẽ trình bày những gì. Vậy thì các bạn hãy dùng một tờ giấy, một cuốn sổ, một chiếc bút để chúng ta sẽ cùng xây dựng một dàn ý. Đó là trong bài thuyết trình của các bạn, chúng ta sẽ trình bày những ý chính là những ý gì. Và sau khi các bạn viết được cái ý chính đó rồi, chúng ta bắt đầu lên trên Google, lên trên các kênh YouTube để chúng ta tìm hiểu tất cả những cái tư liệu, tất cả những cái thông tin liên quan đến bài thuyết trình của các bạn, và chúng ta chuẩn bị một cách tốt nhất. Sau khi mà chúng ta bắt đầu có được một bài những thông tin cần thiết đó rồi, thì đó chúng ta bước sang một cái bước thứ hai,
đó là chúng ta sẽ xây dựng một cái slide hiệu quả và chuyên nghiệp nhất. Như các bạn cũng đã biết thì cái công cụ hỗ trợ cho tất cả những người đóng vai trò thuyết trình đó là một cái slide trình chiếu. Vậy thì để có thể làm được một slide đó, chúng ta cần phải xây dựng một cái dàn ý chuyên nghiệp nhất. Và sau khi các bạn tìm hiểu tất cả những cái thông tin liên quan đến bài thuyết trình của các bạn thì chúng ta cần phải sưu tầm những cái hình ảnh để chúng ta có thể đưa lên slide của mình để làm sao xây dựng một cái slide đẹp nhất, ấn tượng nhất và thu hút nhất. Bước tiếp theo là chúng ta cần, đối với tất cả những bạn có kỹ năng làm slide thì các bạn bắt đầu xây dựng cho mình một cái slide bằng việc hãy chắt lọc những hình ảnh đẹp nhất, chất lượng nhất, phù hợp nhất để xây dựng thành một cái dàn ý trên slide của các bạn. Trong một bài thuyết trình, chúng ta cần xác định rõ chủ đề. Trong một slide của các bạn cần xác định rõ chủ đề của các bạn trình bày là gì. Và trong chủ đề này, các bạn cần phải phân loại bố cục trong cái bài thuyết trình của các bạn gồm bao nhiêu phần chính. Và sau đó các bạn sẽ đi vào từng một vấn đề một. Để sẽ làm cho người nghe sẽ có thể biết được và nắm được là trong bài thuyết trình của các bạn là các bạn sẽ trình bày cái gì. Và sau khi các bạn tạo xong một cái slide cho bài thuyết trình của các bạn một cách tốt nhất rồi thì chúng ta bước chuyển sang một cái bước thứ ba. Đây là một bước rất quan trọng trước khi chúng ta có được một bài thuyết trình tốt nhất. Đó là chúng ta một cái bước thực hành và bước luyện tập trước khi chính thức thuyết trình. Vậy thì các bạn hãy nhìn vào slide của mình. Bước đầu tiên là các bạn hãy đọc lại tất cả nội dung mà các bạn đã chuẩn bị để có được một bài thuyết trình như thế này. Và tiếp theo là các bạn hãy nhìn vào slide của mình. Hãy thuyết trình, hãy tập, hãy đọc. Và chúng ta sẽ rèn luyện cho mình và tạo cho mình một thói quen. Và các bạn hãy nhớ rằng giao tiếp tự tin đến từ việc các bạn luyện tập và đến từ một quá trình các bạn luyện tập phấn đấu mà có, chứ không phải là một ngày một, ngày hai mà chúng ta có được. Vậy thì để các bạn có được một bài thuyết trình tốt nhất, chúng ta cần phải luyện tập thật là nhiều. Dựa trên slide mà các bạn đã tạo được, đã làm được và thiết kế được, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn vào đó. Thuyết trình mới đầu tiên các bạn có thể được phép cầm giấy, được cầm tư liệu của mình, và sau một vài lần các bạn thực hành, các bạn thuyết trình, và sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu không phụ thuộc nhiều vào nữa, và chúng ta sẽ bắt đầu gì ạ, thuyết trình mà không cần nhìn vào slide. Và sau khi các bạn cảm thấy mình tự tin rồi thì bắt đầu các bạn hãy nhờ những người bạn của mình hãy lắng nghe tất cả những lời các bạn chia sẻ, tất cả những lời các bạn thuyết trình để họ được góp ý cho các bạn. Và từ những góp ý đó thì các bạn sẽ bổ sung và chỉnh sửa bài thuyết trình của mình một cách tốt nhất. Và sau khi được lắng nghe tất cả những thuyết trình đó rồi thì các bạn tiếp tục thuyết trình thêm một lần nữa để họ thấy rằng các bạn có sự thay đổi và bài thuyết trình của các bạn cảm thấy hoàn hảo. Là khi đó các bạn đã có được bài thuyết trình tốt nhất. Lưu ý nhé. Và các bạn hãy thực hành thật nhiều. Bước đầu tiên là các bạn xây dựng dàn ý. Bước thứ hai, tạo dựng slide. Bước thứ ba, đó là chúng ta cần phải thực hành thật kỹ và lắng nghe những lời góp ý tốt nhất của những người bạn của mình. Và những người bạn đó là những người am hiểu về lĩnh vực thuyết trình, là những người có những kiến thức, những kỹ năng và những kinh nghiệm trong thuyết trình. Họ sẽ giúp đỡ và tư vấn cho các bạn một cách tốt nhất. Vậy thì để có thể hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực cũng như là khóa học về thuyết trình, tôi nghĩ rằng các bạn nên đầu tư cho mình ít nhất là một khóa học để học tại trung tâm như thế nào, để chúng ta có được một cái sự hỗ trợ, một cái sự tư vấn tốt nhất để giúp cho các bạn có được một môi trường luyện tập tốt nhất. Và tôi hy vọng rằng sẽ chúc cho các bạn sớm tìm được một môi trường phù hợp, và chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.